Xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái chợ nổi ở ngã năm huyện ở Thạnh Trị đi xuống nha các bạn. Hôm nay là mình được đi về miền sông nước của ngã năm. Ở đây tại sao gọi là cái chợ ngã năm thì người ta bán trên ghe thuyền, đây là những người đi chung các bạn. Đây những chiếc ghe này là mình mỗi lần muốn đi chơi thì mình xuống chỗ này thì có ghe cho mình đi chơi các bạn. Đây là những cái hình ảnh mình bắt đầu mới xuống từ cái bến tàu đi ra. Đây cái chợ ngã năm bây giờ nó rất là sung vậy, bà con khuya lại là đã ra đến đây mua bán ở đây rất đông các bạn. Đây là năm ngã, mình đang đứng ở vào chính giữa. Đây các bạn nhìn thấy năm ngã. Vậy là mình đi ngã đầu tiên đó cô. Lát mình về mình đi mấy ngã nào đó cô. Đây là mình đi chết ghe, trên ghe có cái cô này mà chở mình đi các bạn. Đây là các bạn nhìn ở bên tay phải mình là những chiếc ghe bán hàng. Là bán đủ loại mặt hàng, trái cây hay là gì, cái gì bất cứ luôn. Như ba mua bán trên sông. Cho nên người ta mới gọi là cái chợ nổi. Đây là cảnh ăn uống, đồ người ta cũng bán trên đây các bạn. Ở đây là thị xã ngã năm Sóc Trăng các bạn. Ở đây thì mình đi giờ này thì nước đang lớn, một mình trôi rất đẹp. Đây, các bạn nhìn thấy những chiếc ghe này là những cái ghe hàng không các bạn bán. Đây là cô này hình như là bán bún. Bán bún nước lèo đó các bạn. À, cô này bán cái bún nước lèo với bún nước ghiêu nè các bạn. Chiếc ghe này nè các bạn. Đây, cô này mời gọi đó các bạn. Từ đây ra ngoài có bán gì không cô? Từ đây ra ngoài có ai bán gì đó không cô? Ở đây thì miền sông nước cho nên bà con sống về ở sông nước rất đông. Cho nên người ta dùng phương tiện ghe xuồng làm chủ yếu đi lại và mua bán trên sông. Nơi đây thì sau này cũng được đưa vào những cái điểm du lịch cho khách đến tham quan đó các bạn. Các bạn nhìn thấy ghe xuồng ở đây thì bà con bán đồ, mỗi chiếc ghe là một ghe hàng bán đồ đủ thứ trên đó. Ở này là bán mấy cái thực phẩm như muối, xì dầu, nước mắm kêu bằng hàng xén đó các bạn. Đây là những chiếc ghe này thì người ta kiên cố đó các bạn, đóng bích luôn nhưng vẫn bán đồ trên đây. Khi người ta mở hàng lên thì ta mở. Đây là người đi chung nè các bạn. Ý đang ngồi ở ngoài đầu mũi ghe cho nên đi ngồi trước, mình ngồi ở sau mình không dám nhúc nhích. Nhưng không có gành về sông nước cho nên mình ngồi một chỗ không nhúc nhích. Mình rất sợ đó các bạn, nhìn rồi sóng nó đánh cũng lớn đó các bạn, mấy chiếc ghe chạy qua mặt với nhau nó sẽ đóng lớn. Mình xin nhắc lại với các bạn, đây là chợ nổi ngã năm, thị xã ngã năm nha các bạn. Từ bây giờ là lên thị xã thì nơi đây rất là sung túc cho nhiều cái bà con đến chơi. Cảnh thì cũng rất đẹp. Bây giờ mình chưa có review, đó là bạn review rồi đó. Đây là mình mới đi ngã đầu tiên rồi các bạn. Bây giờ mình chuyển qua ngã thứ hai. Đây là mình quay lại, mình đi ra chỗ hồi nãy ban đầu đó cô. Bây giờ là cái cô này chở mình đi, là khi nào hết ghe thì cô chở quay về trở lại cho mình và đi tới ngã khác các bạn. Đây là những cái hình ảnh rất đẹp.
Các bạn coi bên trên bờ thì người ta cũng có nhà lầu đều đẹp nha các bạn. Các bạn nhìn bây giờ thì mình đi cái này nó theo cái chiều ánh nắng lại thì nó rất sáng rồi các bạn. Tại vì năm ngã mình đi từ ngã để mình quay và chia sẻ lại cho các bạn xem. Nước gì quay quê Sóc Trăng đá bao là đây những ghe dừa người ta bán là chắc là ghe trái cây đó các bạn. Hồi xưa người ta bán ghe dừa luôn các bạn. Sao biết hồi xưa nước trong người ta nói trên có người coi nó chưa tốc ra ở đây hồi đó giờ đi nước gì không ơi đó giờ thấy đường xe có thấy đường nó lại đó của thị xã Ngã Năm ở tỉnh Sóc Trăng các bạn. Nó ở thằng bạn của chị á, nó đi cá trở lại mua đó mà nó lại đó ai mà đi không à, đó giờ mày thấy đua xe chưa? Nó thấy rồi chị nhớ mày có bao nhiêu bỏ lại đua chưa? Rồi các bạn coi đây là chỗ này là mình đã bắt đầu mình chuẩn bị về ngay chỗ trung tâm mà hồi nãy mình đi ra đó các bạn. Rồi mình đã bán nhiều ghe khoai lang đó các bạn. Nơi đây thì mình đi chơi như vậy thì có ăn uống người ta sẽ bán tại dưới ghe này luôn nha các bạn. Đây là chiếc xà lan chở cá. Đi ngang này, cái sông này rất lớn. Xà lan đi được. Rồi các bạn coi ghe bên tay phải mình là người ta cũng mua bán đầy nhóc, đồ hàng hóa. Đây là những chiếc ghe người ta đóng như cái nhà. Đó, đợi bên ngoài sau thì người ta trưng đồ để bán. Đây là những chiếc chỗ lãi người ta chở đồ hàng hóa đi bán. Này rau cải nha các bạn. Đây là chị này bán rau cải. Ở đây thì người ta cũng bán là trái cây các bạn. Mít. Ghe này bán trái cây mít. Đấm bán đậu bến. Đấm đậu bến cá. Đấm bán đậu. Đấm đậu bến cá. Đấm bán đậu. Thầy mà ảo quá. Đây là vô cái khu vực đồng của những chiếc ghe xuồng đậu nha các bạn. Vô này là mình chuyển hướng đi hướng ngã khác. Là mình đi qua ngã thứ ba. Ở này nằm ngã mình đi được hai ngã rồi, bây giờ mình tới ngã thứ ba mình tiếp tục. Hôm nay là mình đi trên sông nước về miền Tây nha các bạn. Đúng với cái tên của cái kênh của mình là sông nước miền Tây luôn các bạn. Đây là chiếc ghe hàng. Nhiều quầy hàng bán ở đây bây giờ đã ôm chuyển hướng về cái hướng này nha các bạn. Đó các bạn nhìn thấy nằm ngã rõ ràng. Bây giờ mình đi vô cái hướng này thì để xem như thế nào. Ở bên bờ kè hai bên thì người ta cũng có bán đồ nha các bạn, chứ không phải là bán ở dưới sông không. Ở bên trên bờ kè thì nó người ta cũng có bán đồ ăn quán xá đồ bình thường. Nhà thì người ta cũng cắt nước đồ đàng hoàng các bạn. Có gì đâu lên kênh YouTube của anh là đổi tí mau ba có tiền. Em sống gì à, lại danh hả? À?
chỗ. Hay là anh Sống cũng là Sống là lại dành chỗ coi trên con người khác. Đây là những chiếc ghe hàng đổ khá nhiều. Đó, các bạn coi đây là những chiếc ghe ở trên sông. Mình đi cái hướng này thì vô cái ánh này nó hơi tối nha các bạn. Sông nước thì mênh mông, hàng quán thì bán cũng đầy. Hiện bây giờ nơi đây ngã năm thì khách du lịch người ta cũng đến để mà người ta tham quan cũng rất đông các bạn. Đó, và nhìn đó là có cái cầu đi qua. Thì bây giờ hiện ở nơi đây thì đường xá thì nó cũng thông thương, nhưng mà bây giờ ở chỗ ngã năm này thì còn nhiều cái trong hẻm nhỏ thì bà con người ta cũng xài ghe xuồng đi, cho nên người ta làm như cái dịch vụ du lịch ngã năm luôn các bạn, để thăm cho bà con nơi xa đến mà tham quan cái chợ nổi ngã năm. Từ khi mà lên thị xã tới giờ là ngã năm gấp sung. Đây các bạn nhìn thấy rất đẹp. Đây là cái chợ nổi của ngã năm. Mình ở đây mình quay lên trực tiếp cái chợ đó. Rồi, cái chị bán bún đi gặp nữa rồi. Bây giờ mình đi vòng vòng, bây giờ cũng gặp lại cái chị bán bún nữa rồi. Các bạn nhìn ở ngã năm bây giờ phát triển cũng nhanh. Nhà cao tầng thì cũng có rồi. Ở ngã năm này thì đặc biệt là có nước mắm không xương nha các bạn, là đặc sản nơi đây nữa. Vì cái ngã này là ngã cuối cùng thì ngã này ít ghe xuồng nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào và hẹn gặp lại các bạn vào video mới của Sông Nước Miền Tây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nhớ like và subscribe cho mình nhiều nhé.